Suốt cuộc đời em không bao giờ mà em quên được cái khoảnh khắc mà người mẹ của mình ra đi trên chính cái vòng tay của mình. Mình vẫn không tin là chị mình không có. Nhiều khi nhớ quá thì lại dắt hai con đi chơi. Thôi bà cho con đi một chỗ nào đó. Tôi và bà xã thì quen nhau từ thời học sinh, sinh viên. Từ nhỏ thì mình đã không có ba rồi, chỉ có sống với mẹ thôi. Ảnh hưởng nhiều đến cái cuộc sống của mình. Tính đến thời điểm hiện tại đó là người chị thứ 6. Mình thích nhất là những cái bữa cơm gia đình. Chị mình dù có bận rộn thì vẫn nấu một bữa cơm để chị em cùng ngồi với nhau. Cấp 3, đó thì Tống bị các đàn anh cấp trên ăn hiếp. Thì lúc đó thì mẹ đã giận đùng đùng lên. Bước vào trường mẹ nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Thì lúc đó mình thấy mẹ, wow, mẹ thật là anh hùng. Cái câu thơ để mà về gặp người yêu, tặng cho người yêu thì anh cần nhớ là có quà gì về cho em yêu nhỉ? Chỉ trái tim mang nặng bóng hình em, chỉ tấm lòng thương nhớ em từng giờ, và câu nói sẽ yêu em mãi mãi. Suốt cuộc đời em không bao giờ mà em quên được cái khoảnh khắc mà người mẹ của mình ra đi trên chính cái vòng tay của mình. Khi đó thì bà sẽ đang mang thai trong một cái cơn đau bụng. Chỉ hôm trước hôm sau là chị ra đi. Xảy ra tai nạn đó thì em và mẹ em là cùng nhau nắm tay đi qua đường để đón xe buýt. Giống như người ta nói là mẹ em đã che chở cho em, nên là em thì chỉ bị chảy xước sơ sơ thôi, còn mẹ em thì bị chấn thương não nên là đã không qua khỏi được. Thì trong buổi sáng đó thì mình nói là thôi coi như là bữa nay mình về thăm nhà đi, về thăm ba, thăm lại mấy chế dưới quê. Nói chung là chịu. Cái chuyến về đó là về bằng xe cấp cứu. Mình vẫn cứ nghĩ rằng là mẹ mình đang làm ở xa, rồi mình chờ điện thoại. Nhưng mà mình tự dối lòng mình được cái thời gian đầu thôi, nghĩa là ở một tháng đầu, hai tháng đầu. Nhưng mà mình chờ mãi thì mình cũng không thấy mẹ mình gọi về nữa. Nó trống vắng. Mỗi lần mình đi đâu chuẩn bị về nhà, mình cứ nhớ rằng ở nhà mình sẽ còn những cái bữa ăn, còn những cái tiếng nói, tiếng cười, hay là những cái quần, cái áo đã được ủi sẵn để mình mặc đi làm. Nó nhói ở trong tim mình, nó khiến cho mình cảm thấy thổn thức và nó khó chịu đến tột cùng. Nhiều lúc ngủ giữa đêm giật mình thức dậy, mình vẫn không tin là chị mình không có. Trước khi em bước lên Sài Gòn và trở thành một cậu sinh viên thì mẹ dạy cho em cách nấu ăn, cách để tự chăm sóc bản thân mình khi có một mình ở đây. Thì sau những cái ngày được mẹ dạy thì Tấn nấu được cho mẹ một bữa ăn trước khi đi. Đó là cái khoảnh khắc Tấn nhìn thấy mẹ khóc. Em nhớ mãi cái giây phút mà em nhìn thấy mẹ em từ ở trong bệnh viện ra. Nhưng mà mẹ em xỉu vì mẹ em phải mới vừa bán máu để lấy tiền đó lo cho em. Một lần là khi mà bé nhỏ đó hỏi mẹ đâu rồi cha, thì mình cứ nói là bây giờ mẹ trên trời rồi con. Thì đi ngang qua cái núi Tà Cú á, thì bé nó hỏi ủa bây giờ mình đi đâu rồi cha. Thì mọi người nói bây giờ mình đi lên trời, đi vô tình thôi. Nó nói ủa vậy là mình lên trời là mình được gặp mẹ hả cha. Trước đây thì mình có hay quay những clip của chị mình lại, cho nên nhớ thì cứ mở clip ra xem. Nhiều khi nhớ quá thì lại dắt hai con đi chơi. Thôi bà cho con đi một chỗ nào đó.
vào những cái ngày 8 tháng 3 hoặc những ngày như tương tự như vậy thì mình cũng chẳng có một cái món quà gì cho chị mình. Tại vì cái tính mình nó hơi vô tâm đó. Nếu mà thời gian quay trở lại thì bản thân em sẽ nói là con yêu mẹ nhiều lắm, mà không phải nói một lần mà mình sẽ nói rất là nhiều lần. Sau khi bà xã mất đi, một cái hôm đó mình vô tình mình mở tủ ra thì cái điều làm cho mình xúc động nhất là tất cả những cái thiệp, rồi những cái lá thư bà xã đều giữ lại hết và đóng thành một cái cuốn album. Và thời đó thì chỉ là những cái thư tay hoặc là những cái hình ảnh nhỏ. Khi mà mình cầm cái cuốn album này thì mình càng nhận ra được là cái tình yêu của người phụ nữ dành cho mình thường nó rất là sâu sắc, nó thầm kín và mình trân trọng cái điều đó lắm. Mình có được ngày hôm nay tất cả là nhờ có chị của mình. Thế giới mà không có phụ nữ thì không biết mình phải dùng từ nào ta. Nó sẽ giống như là một người mà mất đi cái ý nghĩa của một cái cuộc đời giống như là